Chào các bạn. Trong video lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh RIP, chính là lệnh tạo gân cho sản phẩm. Chúng ta có nhìn thấy lệnh tạo gân ở đây. Khi chúng ta sổ con trỏ chùa xuống, chúng ta có thể thấy hai lệnh. Đó là lệnh thứ nhất là lệnh Trajectory RIP và lệnh thứ hai là lệnh Profile RIP. Thì tương ứng tùy từng loại sản phẩm mà chúng ta sử dụng những cái lệnh tạo gân cho phù hợp. Ví dụ ở đây tôi muốn dùng lệnh profile rip trước. Bạn muốn tạo gân cho cái phần trụ nhỏ này, nó bám sát vào cái khung này nó chắc hơn, thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là profile rip. Sau khi sử dụng lệnh thì những cái gì cần khai báo, thì hiện tại các bạn phải vẽ sketch này, các bạn define sketch và các bạn chọn cái mặt phẳng để vẽ cái gân đó. Ví dụ ở đây tôi chọn mặt phẳng là front, sau đó các bạn sketch chuyển về mặt phẳng, sau đó các bạn sẽ lựa chọn cái reference để các bạn bắt điểm tùy để vẽ cái gân. Đây, ví dụ tôi lựa chọn đây, tôi lựa chọn đây, tôi close. Đây, các bạn có thể nhìn thấy khi tôi lựa chọn cái reference thì bây giờ tôi vẽ thì nó sẽ bắt điểm và tôi này, này tôi muốn cái gân từ vị trí này đi xuống đây để nối cái khối trụ này với cái khối ở khối vuông ở phía dưới này. Sau khi hoàn thiện tôi sẽ có thể ấn OK. Thì gân chưa tạo ra, bởi vì sao? Hiện tại là cái mũi tên nó đang hướng ngược lên phía trên, thì hướng ngược lên phía trên thì không thể tạo gân được, các bạn phải ấn hướng mũi tên đi xuống thì ngay lập tức là cái gân sẽ được tạo thành. Ngoài ra các bạn có thể tùy chỉnh cái gì, các bạn có thể nhìn thấy là cái đường, cái sketch của các bạn chính đang nằm giữa. Các bạn cũng có thể là sử dụng cái trên cái tức là cái option ở đây, cái tùy chọn ở đây, các bạn có thể dịch chuyển nó. Đây là cái sketch nằm ở một bên, sketch nằm ở giữa đây, các bạn có thể tùy chọn. Ngoài ra các bạn có thể nhập là cái sketch đấy chiều dày là bao nhiêu, ví dụ như tôi là nhập là 4 ly. Sau đó các bạn nhập OK thì cái gân ngay lập tức được tạo thành. Ở đây ví dụ như bạn muốn tạo thêm một gân đối diện thì các bạn có thể sử dụng lệnh mirror hay là lệnh pattern. Ví dụ ở đây tôi sử dụng lệnh mirror, bạn lựa chọn cái mặt phẳng và lấn OK thì ngay lập tức các bạn đã có thêm một cái gân mới bằng lệnh mirror. Cái lệnh profile rip này khá đơn giản. Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái lệnh trajectory rip. Ở đây ví dụ như tôi có một cái sản phẩm sẵn có như này. Bây giờ các bạn muốn tạo cái gân cho cái sản phẩm này, là gân nó sẽ nằm ở phía trong này. Cái gân, cái trajectory rip này nó sẽ được tạo từ cái mặt phẳng mà các bạn sẽ tạo ra cho nó. Ví dụ như ở đây nếu các bạn tạo từ mặt phẳng này thì gân sẽ đùn từ phía mặt phẳng này xuống dưới này. Tuy vậy ở đây tôi giả dụ nhé, tôi giả dụ tôi không muốn đùn từ mặt phẳng đó, tôi muốn từ mặt phẳng này lên tầm khoảng 10 ly, thì các bạn sẽ lựa chọn là play. Sau đó các bạn sẽ, ở đây là chúng ta đang tạo ra một mặt phẳng mới. Tiếp theo các bạn ấn mặt phẳng, cái hướng được đẩy lên trên, và đây các bạn có thể nhập là 10 mm, các bạn nhập OK thì cái mặt phẳng đã được tạo thành, chính là cái mặt phẳng datum 1 này. Ví dụ ở đây tôi sẽ dùng cái character rip trên cái mặt phẳng đó, tôi sketch view, tôi cũng có thể là lấy thêm một cái tùy chọn, các bạn không lấy cũng được nhé. Cái ưu điểm của cái lệnh
Character Rip này là các bạn không cần vẽ nó chạm những cái bề mặt ở đây, vì các bạn có thể để ở mô hình dạng khung dây này, cái thành mỏng ở đây thì các bạn không cần vẽ những cái đường gân nó tiếp xúc với cái này, các bạn chỉ vẽ ở phía ngoài tự nó sẽ đùn các bạn. Ví dụ nha, tôi vẽ lệnh line ở đây, tôi vẽ lệnh line ở đây à, sau đó tôi vẽ lệnh lấy, tôi không bắt điểm nha các bạn nha, tôi không bắt điểm, hoàn toàn không bắt điểm. Tôi không bắt vào tất cả những thành các bạn nhé, sau đó tôi ấn ok rồi. Bây giờ các bạn có thể lựa chọn hướng, sketch nó nằm trên cái mặt đa trùng của bạn. Các bạn lựa chọn ok. Lỗi. Để tôi chỉnh sửa các bạn nhé. Phía trong này thì nó không nhận diện đây các bạn, cái phía trong không nhận diện được, mà chỉ nó chỉ nhận diện ở phía ngoài thôi. Các bạn có thể làm cái gân nó được tạo ra, và từ cái mặt 10 mm mà chúng ta đã tạo cái mặt đa tuần một này, ngoài ra ở đây có thêm những tùy chỗ tùy chỉnh khác, ví dụ như ở đây các bạn có thể add trên một cái drag, tức là một góc nghiêng, thì bạn tùy chọn góc nghiêng. Đây các bạn có thể là tùy chọn góc nghiêng, ví dụ như là 10 độ. Đó, nghiêng 10 độ. Các bạn có thể nhìn nghiêng 10 độ. Tiếp theo là các bạn có thể là bo cái góc đầu của gân đó. Bo đây, Round Exploit. À, các bạn có thể bo cái góc đầu đó. Bo. Hoặc ở đây các bạn có thể làm gì, bo họa phía dưới Round Internal, tức là cái đáy của cái gân, Round Internal này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái gân sẽ được bo họa phía dưới, và muốn chỉnh sửa những cái thông số này thì các bạn vào đâu, thì các bạn vào cái thẻ Sharp, đây chính là cái mà các bạn muốn tùy chỉnh. Ví dụ như đây tôi không muốn bo chân 3 ly, tôi chỉ muốn bo 1 ly thôi, thì tự động nó sẽ điều chỉnh. Hoặc gân này ví dụ tôi muốn là 5 ly à, và drop ở đây tôi muốn là 2.5 độ. Ok. Và các bạn lựa chọn. Đây, gân của các bạn đã được tạo thành. Tôi sẽ tắt cái mặt phẳng chuẩn cho các bạn dễ dàng quan sát. Đây các bạn có thể nhìn thấy góc bo ở gân, góc bo trên mặt và có một cái độ nghiêng nhất định. Đây chính là lệnh drag. Xin lỗi, đây chính là lệnh character rip. Rồi, cảm ơn các bạn.